chúng ta sẽ học bài tập về thời gian trong dòng điều hòa. Bài tập này vẫn ở trong mục ứng dụng của đường tròn lượng giác. Và thầy nhấn mạnh, đây là dạng bài tập rất quan trọng. Hầu như các bài tập nâng cao đều phải sử dụng bài tập về thời gian, vấn đề về thời gian. Và tất nhiên rồi, nó sẽ ứng dụng những kiến thức về đường tròn lượng giác hôm trước chúng ta học. Được chưa? Nào, thì đầu tiên, em đã biết được một khoảng thời gian, đó là một chu kỳ. Một chu kỳ. Đây là khoảng thời gian em được biết ở bài đầu tiên. Một chu kỳ chính là thời gian để vật thực hiện được một dòng toàn phần, hay chính là thời gian để vật lặp lại được trạng thái như cũ. Và nhớ, thời gian này phải ngắn nhất nha. Thời gian để vật thực hiện được một dòng toàn phần, hay là thời gian để vật lặp lại trạng thái như cũ, và đây là thời gian ngắn nhất. Và bây giờ chúng ta xem mối liên hệ của chu kỳ, một chu kỳ trên đường tròn. Trên đường tròn của chúng ta, một chu kỳ thì vật sẽ đi được như thế nào? Đây, đường tròn của chúng ta. Đây là A, O, vị trí nhân bằng và trừ A. Và chú ý là thấy là mấy đường tròn của x nhé, đường tròn của x đấy. Nào, thì giả sử ban đầu vẫn trên đường tròn ở vị trí đây. Giờ x0, M0 thì hợp lý hơn. M0 và x0 là ở vị trí đây. Đây là x0. Bây giờ các em đi xem sau một chu kỳ vật sẽ chuyển động được bao nhiêu trên đường tròn. Nào, nhìn đây. Sau một chu kỳ thì vật sẽ phải quay được một cái góc trên đường tròn sẽ phải là bằng 360 độ. Và đây chính là cái góc quay của một chu kỳ. Và các em nhìn đây, tại sao lại thế? Sau một chu kỳ vật trở về trạng thái như ban đầu, có nghĩa là trên đường tròn vật phải trở về vị trí cũ. Như vậy rõ ràng rồi, vật sẽ quay được một góc là 360 độ. Đó là sau một chu kỳ. Như vậy chúng ta có một tên, góc quay sẽ bằng 360 độ. Rồi, và các em chú ý là gì? Trên đường tròn vật đang quay đều. Nhớ, quay đều. Nhớ tính chất là phải quay đều nha. Quay đều, có nghĩa là với tốc độ góc omega không đổi. Nên do vật quay đều nên chúng ta sẽ có ngay những mối liên hệ về thời gian rất nhanh trên đường tròn. Là gì? Nào, các em sẽ trả lời luôn nhá. Một chu kỳ quay 360 độ. Như vậy các em có thể dễ dàng trả lời ngay. Nửa chu kỳ, nào, nửa chu kỳ thì sẽ quay là 360 chia 2, đúng không? Và sẽ bằng với là 180 độ. À, suy ra, nào, T chia 3 nhá. T chia 3 quay bao nhiêu độ? T chia 3 sẽ bằng 360 chia 3 và sẽ bằng với 120 độ. Nào, T chia 4. T chia 4 quay bao độ? T chia 4 sẽ quay một góc là 360 chia 4 là bằng 90 độ. À, bây giờ thử hỏi ngược nhé. Thử hỏi ngược à? 60 độ. 60 độ bao tinh? Nào, hỏi ngược lại, 60 độ là bao tinh? 60 độ sẽ bằng với là 360 chia 6, có nghĩa là T chia 6. 30 độ. Nào, 30 độ sẽ bằng T chia 12. Ok không? Nào, đó. Ví dụ nữa, 45 độ. 45 độ. 45 độ sẽ là T chia 8. Chấm, chấm, chấm. Đó, đây chính là cách mà chúng ta đổi từ thời gian ra góc quay, từ góc quay ra thời gian trên đường tròn. Trên đường tròn. Và từ đây chúng ta rút ra một công thức luôn. Đó là gì nhỉ? Đó là thời gian sẽ phải bằng góc quay. Góc quay được chia cho bao nhiêu? Chia cho 360 và nhân với t. Đó, em nhớ. Thời gian sẽ bằng góc quay được chia 360 nhân t. Và nhớ là gì? Khi giải các bài tập về thời gian, chúng ta sẽ luôn thể hiện lên đường tròn nhá. Nhớ chú ý này. Chú ý. Chúng ta sẽ luôn thể hiện lên đường tròn. Chúng ta sẽ luôn thể hiện lên đường tròn. Lên đường tròn. Khi giải các bài tập
là các bài tập về thời gian nhá. Các em chú ý, khi giải các bài tập về thời gian chúng ta sẽ luôn thể hiện trên đường tròn. Vì sao? Vì một cái mấu chốt quan trọng là trên đường tròn là vật sẽ chuyển động quay đều. Thế nên chúng ta sẽ chia các khoảng thời gian rất là dễ như đây. Còn trên trục tọa độ thì chỉ khi chúng ta đã nhớ ở trên đường tròn rồi, nhớ những vị trí đặc biệt thì chúng ta mới thể hiện trục thôi. Còn các bài tập về thời gian chúng ta sẽ luôn thể hiện đường tròn. Được chưa? Ok chưa? Đó là cách đổi về thời gian từ góc quay sang thời gian, từ thời gian sang góc quay, và nguyên tắc để làm các bài tập về thời gian. Được chưa các em? Bây giờ chúng ta sẽ đi ứng dụng để làm lần lượt từng ví dụ trong bài tập về thời gian. Đầu tiên, ví dụ 1, tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ nào một series vị trí này từ trừ a đến trừ a chia 2, từ trừ a chia 2 đến o, từ o đến a chia 2, từ a chia 2 đến a. Được chưa? Nào, tiếp theo từ trừ a đến trừ a căn 3 chia 2, từ trừ a căn 3 chia 2 đến o, đến a căn 3 chia 2 đến a. Tiếp theo từ trừ a đến trừ a căn 2 chia 2, đến o, đến a căn 2 chia 2 và đến a. Rồi, nào, đây là một bài tập để chúng ta lấy ra những khoảng thời gian đặc biệt và để áp dụng nhanh cho những cái bài tập sau. Nào, đầu tiên chúng ta phải thể hiện lên đường tròn trước. Nào, tất nhiên rồi, khi giải những bài tập về thời gian chúng ta phải thể hiện đường tròn. Chúng ta sẽ tính khoảng thời gian đầu tiên là trừ a đến trừ a chia 2. Nào, trừ a ở đây, o a, vậy trừ a chia 2 là nó ở vị trí chính giữa đây, đúng không? Đây là trừ a chia 2. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem từ trừ a đến trừ a chia 2 sẽ hết bao nhiêu vòng quay trên đường tròn. Nào, các em chú ý, từ trừ a vòng đến trừ a chia 2 chúng ta sẽ phải lấy vị trí trừ a chia 2 lấy xuống dưới nha. Phải lấy xuống dưới đây, đó, trừ a chia 2. Và các em nhìn nhanh là góc quay sẽ quay từ một góc sẽ bằng 60 độ, đúng không? 60 độ, 60 độ nào, chúng ta gộp chưa? 60 độ đổi về t sẽ lấy 60 chia 360 bằng t chia 6. Như vậy chúng ta có khoảng thời gian đầu tiên từ trừ a đến trừ a chia 2 là t chia 6. Được chưa? Tiếp theo khoảng thời gian thứ hai từ trừ a chia 2 đến o. Nào, trừ a chia 2 ở đây đến o, nhớ là gần nhất nhá, ngắn nhất đấy, gần nhất thì phải là o dòng dưới. Đây là vị trí o. Nào, chúng ta sẽ nhìn nhanh là sẽ hết khoảng góc quay chính là bằng 30 độ. Và sẽ bằng nào? 30 độ chia cho 360. Em quên nhá, em quên, không biết thì cứ bấm máy tính 30 chia 360. Được chưa? Còn thầy thì nhớ rồi, 30 chia 360 là bằng t chia 12. Như vậy khoảng thời gian này là t chia 12. Tiếp theo, nào, nhanh nào, từ o đến a chia 2. Đây, a chia 2 đây sẽ là quay một góc là t cũng chia cho thời gian luôn đi, cũng t chia 12. Và nhanh nào, từ a chia 2 đến a sẽ quay một khoảng thời gian là, thôi nhanh một tí nhất, 60 độ là t chia 6. Như vậy khoảng thời gian từ o đến a chia 2 là t chia 12, từ a chia 2 đến a là t chia 6. Đó, các em hình dung cách làm chưa? Đó, chúng ta sẽ quay lên đường tròn và xem nó quay ở góc bao nhiêu độ và chúng ta sẽ đổi ra thời gian. Tiếp theo khoảng thời gian thứ hai, góc quay thứ hai, tọa độ thứ hai là trừ a đến
trừ a căn 3 chia 2. Nào, chúng ta sẽ làm tương tự nào, xem quay được có bao nhiêu độ nhá. Trừ a. Nào, trừ a căn 3 chia 2 ở đây. Đúng không? Trừ a căn 3 chia 2. Nào, chúng ta sẽ nhìn xem nào, xem quay được bao nhiêu độ, nhanh một tí nhá. Đây. Nào, trừ a đến trừ a căn 3 chia 2, nhìn thấy ngay sẽ quay một góc. Tất nhiên các em phải thuộc đường tròn nhá. Sẽ là 30 độ. Thôi, nhanh nào, sẽ làm T chia 12. Được chưa? Nào, khoảng ấy luôn. Từ trừ A căn 3 chia 2 đến O sẽ quay một góc là 60 độ. 60 độ sẽ bằng T chia 6. Từ O đến A căn 3 chia 2 sẽ quay một góc là 60 độ, là T chia 6. Từ đây đến đây, thôi nhanh, T chia 12. Như vậy chúng ta khoảng thời gian này là T chia 6. Xin lỗi, T chia 12 nhá. T chia 12. T chia 6. T chia 6. T chia 12. Nào, tọa độ cuối cùng là vị trí A căn 2 chia 2. A căn 2 chia 2. A căn 2 chia 2. Nào, từ trừ A đến trừ A căn 2 chia 2. Trừ A căn 2 chia 2 chúng ta nào xem nào. Nó sẽ quay được góc bao nhiêu độ đây? Bao nhiêu độ đây? Góc này các em chú ý sẽ phải ở 45 độ. 45 độ. 45 độ nào, nhanh nào. Chúng ta sẽ có góc thời gian sẽ là T chia 8. Tiếp theo, từ A căn 2 chia 2 trừ A căn 2 chia 2 đến O, góc này cũng bằng 45 độ. Và sẽ bằng với là T chia 8. Được chưa? Tương tự, đây cũng bằng 45 độ, T chia 8. Đây cũng bằng 45 độ, T chia 8. A căn 2 chia 2. Có nghĩa là tọa độ A căn 2 chia 2 thì tất cả khoảng thời gian đều bằng nhau và T chia 8 hết. T chia 8. T chia 8. Được chưa? Nào, các em hình dung cách làm của chúng ta không nhỉ? Đó. Được chưa? Nào, đến đây thầy sẽ có một cái nhấn mạnh một chút. Đó là nhiều bạn lại quen để về pi chứ không quen để về độ. Thầy thì thầy quen để về độ, tại vì độ chúng ta sẽ dễ liên tưởng hơn. Ví dụ 45 độ, 90 độ, 180 độ, 360 độ chúng ta sẽ dễ liên tưởng ngay đúng không? Nhưng để pi thì thầy không dễ liên tưởng nên thầy chưa nói đến pi. Còn nếu bạn nào mà quen để pi nhá thì các em nhớ nguyên tắc này. Hai chúng ta để về pi thì 45 độ. Nhiều bạn quen pi thì sẽ là pi trên 4. Pi trên 4 thì các em nhớ là nguyên tắc. Tất nhiên rồi nó vẫn bằng T trên 8 thôi. Vẫn bằng T trên 8 thôi. Thì nguyên tắc chúng ta sẽ thay pi bằng T nhá. Mẫu nhân đôi. Mẫu nhân đôi. Đó. Nếu mà đổi về pi nhá. Nào, để đổi về thời gian. Đổi về từ góc. Nhà góc pi. Đấy, có nghĩa góc radian đấy. Góc radian. Mà sang thời gian đấy, sang thời gian. Thì chúng ta sẽ đổi là gì nhỉ? Thay pi bằng t. Được chưa? Và mẫu thì nhân đôi. Nhá, mẫu thì nhân đôi. Đấy, mẫu thì nhân đôi đi, được chưa? Ok không? Nhưng mà thầy không quen về đổi về pi lắm. Các em cứ đổi về độ. Độ nhìn dễ hình dung hơn. 360 độ, 120 độ thì các em sẽ dễ dàng nhìn được ngay trên đường tròn. Chứ bây giờ bảo 2 pi trên 3 là các em phải liên tưởng một chút. 5 pi trên 6 là các em phải liên tưởng một chút, đúng không? Đó. Chứ ra đổi về pi sang độ thời gian thì các em thay pi bằng t mẫu nhân đôi. Được chưa? Nào. Ngoài những khoảng thời gian này thì bây giờ chúng ta sẽ có khoảng thời gian của tọa độ đây. Đây là khoảng thời gian dễ nhất cho dòng điều hòa, nhưng có nhiều bạn khéo lại không biết cơ. Nào, bây giờ thầy sẽ lấy thêm khoảng thời gian này nữa đây. Những khoảng thời gian này nữa. Nào, tôi làm từ vị trí trừ A đến vị trí O rồi đến vị trí A. Đấy. Khéo nhiều bạn thì không biết cơ. Nào, chúng ta sẽ vẽ lên đường tròn nào. Từ trừ A đến O. Nào, các em nhìn xem nào. Từ trừ A đến O là hết góc quay bằng bao nhiêu? Từ trừ A đến O chúng ta sẽ quay được góc quay chính là 90 độ. Các
4. Tương tự từ O mà đến A, chúng ta sẽ quay góc quay là 90 độ. Và cũng hết sẽ bằng với là T chia 4. Nào, bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay, từ A đến trừ A, hay là cũng ngược lại luôn. Ngược lại luôn, thì góc quay của chúng ta sẽ là bao nhiêu độ đây? 180 độ. Và sẽ hết là T chia 2. Đấy, những cái khoảng thời gian này là những khoảng thời gian rất là dễ, nhưng mà nhiều bạn khéo lại không biết. Này sẽ là T chia 2. Và các em nhớ là thời gian cố tính có nghĩa là thuận nghịch, nghĩa là đi từ A căn 3 chia 2 đến A hết T chia 12, thì vòng ngược lại cũng hết T chia 12, có nghĩa là từ A đến A căn 3 chia 2 cũng hết T chia 12 nhá. Đó, có nghĩa là đi từ điểm này đến điểm kia hết bao nhiêu, từ điểm kia vòng về cũng hết bấy nhiêu. Các em nhớ nhá, thời gian của hình thức nghịch như vậy. Được chưa? Và tiếp theo, đây là một cái sản đồ thời gian, và các em sẽ phải thuộc để làm nhanh cái bài tập. Các em nhìn xem, ngoài cái khoảng thời gian này thì cái này dễ rất dễ nhớ, nhưng mà cái này chúng ta nhìn thấy hơi hoa mắt một tí. Nào, vậy bây giờ chúng ta cần phải biết cái mẹo để thuộc các khoảng thời gian này. Thì bây giờ thầy sẽ cho các em đó là mẹo để thuộc. Nhưng mà nhìn cái này hơi rối thì các em tốt nhất là nên vẽ lại cho nó dễ nhìn hơn. Nào, em vẽ lại nào cho dễ nhìn hơn nhá. Đây, em vẽ lại, vẽ như này dễ nhìn hơn. Nào, chúng ta cũng ôn tập luyện lại luôn nào. Từ trừ A đến trừ A chia 2 sẽ hết là T chia 6. Từ O đến trừ A chia 2 sẽ hết T chia 6. Đó, các em nhìn thế này dễ nhìn hơn, đúng không? Từ trừ A đến trừ A căn 3 chia 2 nào, đây sẽ là T chia 12, đúng không? Đây sẽ là T chia 12. Đó, các em thấy dễ nhìn hơn hẳn chưa? Còn khoảng cuối này là trừ A đến trừ A căn 2 chia 2. A căn 2 chia 2 à. Nào, khoảng này sẽ là T chia 8 và T chia 8 hết nhá. Nào, ok không? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ có để mẹo để nhớ các khoảng thời gian này. Nào, đầu tiên các em nhìn thấy thầy, chúng ta sẽ có mấy con số T. Các em nhìn thấy rất là ngoằng, nhưng thực ra các em nhìn xem nó chỉ có 3 con số T thôi. 3 con số T. Thứ nhất đó là T chia cho 6. Thứ hai là T chia cho 12. Thứ ba là T chia 8. Được chưa? Và bây giờ các em sẽ nhớ chặt cái vị trí nào và ứng với T bao nhiêu trước. Rõ ràng rồi, các em sẽ nhớ chặt vị trí A căn 2 chia 2 với T trên 8. Cái vị trí này các em nhớ riêng ra. Và cũng giống như bài hôm trước là A căn 2 chia 2 sẽ chơi của mình, và nó sẽ đứng độc lập riêng ra. Còn T chia 6 và T chia 12 nó sẽ chơi với nhau. Hai thằng này là đôi bạn thân, luôn đi đôi với nhau, luôn đảo với nhau. Còn thằng A căn 2 chia 2, thằng này tính bẩn chơi một mình. Các em nhớ A căn 2 chia 2 chơi một mình, vẫn giống như hôm trước chúng ta, đúng không? Nào, thì bây giờ các em sẽ nhớ chặt vị trí A căn 2 chia 2 ra nhá. Các em nhớ chặt vị trí này ra này. Và bây giờ hai cái vị trí này các em sẽ nhớ là nó sẽ có quy luật đảo lại với nhau. Chỉ có hai con số T trên 6 và T trên 12. Có nghĩa là các em chỉ cần ra một khoảng là các em sẽ ra được các khoảng còn lại. Và cái khoảng các em nhớ là gì? Khoảng em nhớ là gì? Đây là O, đây là A chia 2. Các em chỉ nhớ khoảng này nhá. Nào, các em chỉ nhớ khoảng cách này bằng khoảng cách này. Hai khoảng cách bằng nhau, nhưng tốc độ thì khác nhau. Ở khoảng gần vị trí cân bằng thì tốc độ của nó chắc chắn phải lớn hơn. Tốc độ của nó phải lớn hơn. Và như vậy, tốc độ lớn hơn nên thời gian đi phải ngắn hơn. Thời gian đi ngắn hơn và sẽ phải là T chia 12. T chia 12. T
Được chưa? Và khoảng này đảo lại là T chia 6. T chia 6. Và tiếp theo A căn 3 chia 2 thì sao? A căn 3 chia 2 thì sao? Thì nó sẽ đảo lại, có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây sẽ là T chia, đây T chia 12 rồi, thì đây phải là T chia cho 6. Và đây sẽ là T chia cho 12. Có nghĩa là các em sẽ nhớ khoảng thời gian từ O đến A chia 2 trước sẽ là T chia 12. Còn các khoảng kia các em chỉ được đảo lại thôi. Đó, đây là giảm đồ thời gian để chúng ta làm nhanh các bài tập. Được chưa các em? Nào, xong nhá. Như vậy chúng ta đã đi qua ví dụ 1. Ví dụ 1 mang tính chất là ví dụ để các em rút ra các khoảng thời gian đặc biệt thôi. Được chưa các em? Chúng ta sẽ đến ví dụ số 2. Cho vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 10, cos của 2 pi t cộng pi trên 3 tính thời gian ngắn nhất, khi vật qua vị trí cân bằng, lần thứ hai. Rồi, đây là một bài rất cơ bản thôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng nào. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tính chu kỳ trước. Em nhìn thấy ngay chu kỳ sẽ bằng với 2pi chia omega, có nghĩa là 2pi chia 2pi vào 1 giây. Nào, để giải quyết bài này, tất nhiên rồi, thầy nói rồi, chúng ta sẽ thể hiện lên đường tròn. Chúng ta sẽ vẽ đường tròn của x ở thời điểm t bằng 0. T bằng 0, x đang ở vị trí pi trên 3. Như vậy chúng ta phải biết. Và mẹo là gì? Chúng ta nên vẽ cái trục thẳng đứng này nhá. Đó, cái trục thẳng đứng này. Tại sao để vẽ trục thẳng đứng này? Tại vì chúng ta căn cái tọa độ góc cho nó nhìn cho nó hợp lý, nó đỡ bị lệch. Nào, bây giờ chúng ta sẽ căn tọa độ góc của pi trên 3. Chúng ta sẽ căn cái góc 60 độ từ vị trí ói, hoặc chúng ta căn góc 30 độ từ vị trí thẳng đứng. Nên căn góc 30 độ từ vị trí thẳng đứng thì hay hơn. Được chưa? Nào, như vậy x0 ở đây. Và các em nhớ rằng là chúng ta sẽ phải vẽ cái vị trí, cái hướng chuyển động của vật. Hướng chuyển động của vật đó là chúng ta sẽ chuyển động theo ngược kim đồng hồ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nào, qua vị trí cân bằng. Qua vị trí cân bằng thì là ở đây, đúng không? Đây là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng thì trên đường tròn nó sẽ có mấy vị trí? Vị trí cân bằng trên đường tròn, dòng lên trên ta được một vị trí, dòng dưới ta được vị trí thứ hai. Nào, và các em xem là đề bài sẽ hỏi lần thứ nhất, chúng ta sẽ thấy khi mà quay và nó sẽ đến đây là vị trí lần thứ nhất. Và các em thấy rằng nhìn thấy ngay khi lần thứ nhất nó sẽ quay, góc quay là 30 độ. Đúng không? Góc quay là 30 độ. 30 độ các em điểm được ngay sẽ hết là T chia 12. Thay số vào, T là 1, có nghĩa là 1/12 giây. Nào, chúng ta sẽ xem qua lần thứ hai. Lần thứ hai thì đây, nhìn đây, qua lần thứ nhất, lần thứ hai nó sẽ phải quay đây, đây chính là lần thứ hai. Đó, đây chính là góc quay được khi qua lần thứ hai. Qua lần thứ hai thì các em nhìn thấy ngay góc quay được. Chúng ta có thể cộng dồn góc không? Nào, chúng ta có thể nhìn thấy ngay trước tiên là cái góc này sẽ bằng với là 180 độ. Được chưa? 180 độ. 180 độ. Cộng với góc này sẽ là 30 độ. Thấy chưa? 30 độ. Và như vậy chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tính được ngay thời gian là bằng với 210 độ chia cho 360 nhân với t. Được chưa? 210 độ chia 360 nhân t, các em chỉ việc bấm máy tính thôi. 210 chia 360 và sẽ bằng 7t trên 12. 7t trên 12 chúng ta thay t vào là 1, có nghĩa là 7/12 giây. Đó. Các em hình dung cách làm không? Cách làm là như vậy. Được chưa? Đó là câu A. Câu A. Bây giờ câu B. Nào,
Chúng ta sẽ làm tương tự câu A. Là bây giờ chúng ta sẽ tính. Chúng ta sẽ tính thời gian ngắn nhất vượt qua vị trí không phải cận bằng nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ qua vị trí x bằng trừ 5 căn 3. Trừ 5 căn 3 cũng là lần 1 và lần 2. Nào, khi qua vị trí trừ 5 căn 3 lần 1 và lần 2 thì như thế nào? Bây giờ chúng ta lại làm tương tự câu A. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đường tròn. Chúng ta thể hiện lý độ của vật ở điểm T bằng 0 trên đường tròn là pi trên 3. Nhớ chúng ta sẽ kẻ trục thẳng đứng nhá. Pi trên 3 đây chỉ lấy 0. Nào, chúng ta sẽ nhìn xem vị trí trừ 5 căn 3 là các em nhìn thấy ngay. Trừ 5 căn 3 sẽ bằng bao nhiêu của A? Trừ 5 căn 3 sẽ bằng với trừ A căn 3 chia 2. Trừ A căn 3 chia 2 ở đây. Và chúng ta sẽ có hai vị trí trên đường tròn. Dòng lên trên được 1, dòng dưới được 1. Đây là hai vị trí trên đường tròn. Và khi vật ở x0 nó sẽ quay đến vị trí nào đầu tiên? Nó sẽ quay đến đây là vị trí đầu tiên. Và đây là vị trí số 2, lần số 2. Và chúng ta nhìn thấy ngay nào, lần đầu tiên nó sẽ quay từ đây đến đây. Nào, các em có thể nhìn ngay không? Góc quay đó sẽ bằng với 90 độ. 90 độ sẽ bằng với là T trên 4. T trên 4. Được chưa? T trên 4 và sẽ bằng với là 1 phần 4 rồi. Đây là lần 1 nhé. Lần 1. Còn lần 2, lần 2 nó phải quay đến đây này. Đây là lần 2. Lần 2 là các em nhìn xem nó sẽ quay ở góc bằng 30 độ. Chúng ta có thể cộng dồn đi. Nào, chúng ta có thể cộng dồn. Đầu tiên góc này là 30 độ. Tổng góc này là 90 độ. Em hiểu không? Tổng góc cuối cùng đây, góc này các em nhìn thấy ngay là 30 độ. Và chia cho 360 nhân T. Rồi, như vậy chúng ta sẽ giải quyết 360, 30 cộng 90 cộng 30 là 150 độ. 150 độ chúng ta bằng máy tính thôi, chia 360 sẽ bằng với 5T trên 12. 5T trên 12 hay thay T bằng 1 có nghĩa sẽ bằng với là 5 phần 12. Được chưa? Nào, các em hình dung cái ví dụ 1 chưa? Đó, thì chúng ta sẽ thể hiện lên đường tròn để chúng ta tính thời gian. Hoặc chúng ta cũng có thể làm cách thứ hai, tùy bạn nào quen cách nào nhé. Cách thứ hai chúng ta có thể thể hiện lên trục luôn. Khi chúng ta đang nhớ cái vị trí đặc biệt, khoảng thời gian đặc biệt, chúng ta có thể thể hiện lên trục luôn. Nào, ban đầu vật ở pi trên 3 cũng nghĩa là ở a chia 2 và đi theo chiều âm. Đấy, cái này các em phải biết đúng không? Và đề bài câu A là đề bài hỏi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên đúng không? Thì đây vị trí cân bằng đây. Vị trí cân bằng thì các em nhìn thấy ngay, quay qua lần đầu tiên và nó sẽ hiểu hết thời gian là T chia, nào, từ A chia 2 đến vị trí cân bằng, các em thuộc chưa nhỉ? A chia 2 đến vị trí cân bằng, thời gian nhỏ là T chia 12. Được chưa? Hay là 1 phần 12 giây. Thế thôi. Còn qua lần thứ 2 thì các em nhìn đây, qua lần thứ 2 thì nó phải đến đây, rồi vòng lại. Đúng không? Qua lần thứ 2. Thì các em có thể thấy là gì nhỉ? Cái khoảng thời gian này trước thì vẫn là T chia 12 rồi. Có khoảng thời gian này các em phải thuộc nhá. Đây, từ O đến trừ A rồi vòng này O phải hết T trên 2. Như vậy delta T lần thứ 2 sẽ phải hết là T chia 12 cộng với T chia 2. Đó. Và kết quả cũng ra được đáp án như mình vẽ đường tròn thôi. Còn câu B là câu B chúng ta sẽ thể hiện trục như sau. Ban đầu vật ở A chia 2 và đi theo chiều âm đúng không? Nào, đề bài hỏi qua vị trí trừ 5 căn 3 là trừ A căn 3 chia 2. Đó, trừ A căn 3 chia 2. Nào, lần đầu tiên nó sẽ quay từ đây đến đây, rồi đến đây. Đó, đây là lần đầu tiên. Và chúng ta sẽ thấy ngay là thời gian, đoạn này là T trên 12 nhé. Và đoạn này sẽ là T chia 6. Và sẽ hết lần đầu tiên. Lần đầu tiên sẽ hết là T chia 6
cộng với t trên 12. Được chưa? Và cũng bằng t trên 4. Như kết quả chúng ta tính trên đường tròn thôi. Còn lần thứ hai sao? Lần thứ hai thì nó sẽ phải quay từ đây đến đây, từ vòng đoạn con lên. Em thấy không? Đây là lần 1 này. Còn đây là lần 2 này, em thấy không? Và lần 2 chúng ta sẽ cộng dồn vào thời gian nào? Đoạn này là t trên 12 trước. Đoạn này các em nhìn ngay là t chia 4. Đoạn con cuối cùng sẽ là t chia 12. Được chưa? Và cộng vào cũng bằng 5t chia 12 thôi. Đó, cộng vào lần thứ 2 sẽ bằng với là 5t chia 12 thôi. Đó, và cũng là kết quả như chúng ta thể hiện lên được rồi. Được chưa? Đó, đây. Thầy vừa cho các em hai cách giải. Tùy thuộc vào bạn nào quay cách giải nào thì chúng ta sẽ làm cách giải đó. Nhưng mà thầy khuyên các em nên vẽ đường tròn hơn, vì vẽ đường tròn chúng ta sẽ được nhiều điểm mạnh hơn. Thì vẽ cái này nhìn thực sự nó hơi chậm. Nó hơi chậm. Dạ, nên vẽ đường tròn. Dạ. Chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3. Cho có lắp lò xo cổ vật có khối lượng m bằng 100g. Lò xo có độ cứng k bằng 10 cm. Dao động trên mặt phẳng nằm ngang thôi, được rồi nha. Biết với phương trình với biên độ là a bằng 20 cm. Được chưa? T bằng 0. T bằng 0. Vật qua vị trí x bằng 10 căn 3 cm và V âm. Thôi, về dương đi. Nào. Tính thời gian vật qua. Vượt qua vị trí có lý độ x bằng 10 căn 2 cm. 10 căn 2 cm. Theo chiều âm lần đầu tiên. Rồi. Được chưa? Tính thời gian vượt qua vị trí x bằng 10 căn 2 cm theo chiều âm lần đầu tiên. Rồi. Bài này thì nó không cho sẵn phương trình. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải xác định phương trình rộng của vật và vẽ lên được lên đường tròn. Và chúng ta sẽ phải cho quay trên đường tròn qua vị trí qua vị trí 10 căn 2. Và nhớ bây giờ nó bổ sung thêm đó là theo chiều âm. Vậy nó khác gì? Các nhìn. Đầu tiên chúng ta sẽ tính omega. Omega sẽ bằng căn của k trên m. K có lẽ nghĩa là 10 chia cho m là 0,1 và sẽ bằng 10. Và như vậy chúng ta sẽ tính ngay chu kỳ. T sẽ bằng 2pi chia omega, nhập được ngay nhá. 2pi chia 10 sẽ bằng pi chia 5. Được chưa? Nào, t bằng 0, x qua bằng 10 căn 3. Nào, 10 căn 3 các em nhìn được ngay, nó sẽ bằng với a căn 3 chia 2. Được chưa? Và V dương như vậy chúng ta sẽ phải gióng. Nhớ hôm trước nào, V âm gióng lên, V dương gióng xuống. Nào, 10 căn 3 là a căn 3 chia 2. V dương gióng xuống. Đây sẽ là x0. Em nhớ khi mình chúng ta giải bài, chúng ta vẽ cẩn thận như thầy làm, chứ đừng mà vẽ ẩu nha. Vẽ ẩu là bị nhầm đấy. Vẽ đúng như thầy làm nhá. Bây giờ đề bài hỏi qua vị trí 10 căn 2 nào, em nhầm ngay. 10 căn 2 chính là a gì? 10 căn 2 chính bằng với là a căn 2 chia 2. Nào, a căn 2 chia 2 đây. Được chưa? Và các em nhớ là 10 căn 2 trên đường tròn có hai vị trí. Dòng lên trên thì là V âm, dòng dưới là V dương. Được chưa? Và đề bài đang hỏi là theo chiều âm lần đầu tiên. Như vậy,
theo chiều âm chúng ta sẽ dòng lên trên. Và đây chính là vị trí tuyển qua. Không được dòng xuống dưới, chỉ được dòng lên trên thôi. Được chưa? Khác với bài vừa đấy. Và qua lần đầu tiên thì các em nhìn thấy đây, nó sẽ quay được góc quay. Nào, đầu tiên góc này sẽ bằng với là 30 độ. 30 độ. Tổng góc ở trên các em nhớ 2 căn 2 chia 2 thì góc phải bằng 45 độ. Chia cho 360 nhân với t sẽ làm bằng pi chia 5. Rồi, các em bấm kết quả ra thôi. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng pi chia 24. Pi chia 24. Đó, các em thấy không? Bài này khác bài vừa đấy ở cái điều là nó sẽ cho theo chiều âm nhé. Và nhớ theo chiều thì các em chỉ được dòng lên trên hoặc xuống dưới. Âm dòng lên trên, dương dòng dưới. Và là câu A. Được chưa? Bên câu B. Câu B. Tính thời gian vượt qua vị trí. Qua vị trí. Qua vị trí. Cân bằng đi. Vị trí cân bằng. Và V dương. V dương. Lần thứ hai. Lần thứ hai. Lần thứ hai. Nào, bây giờ cách làm chúng ta tương tự như vừa xong. Chúng ta sẽ vẽ đường tròn của x0. Nào, x0 giống như vừa xong, nó đang ở vị trí là A căn 3 chia 2 và V dương. Như ở đây, A căn 3 chia 2 và V dương. Được chưa? Qua vị trí cân bằng V dương. Nào, vị trí cân bằng ở đây, V dương các em nhớ các em chỉ được dòng dưới thôi. Và nó chỉ có một lần duy nhất. Ok không? Và các em sẽ quay lần đầu, lần thứ hai như vậy các em sẽ quay từ đây đến đây lần 1. Và vòng thêm một vòng nữa. Đó, vòng thêm một vòng nữa để tay lần thứ hai. Đó. Và lần này quay khá nhiều vòng, nhưng mà bây giờ các em phải nhìn đến ngay một chút. Đó là cái vòng đầu tiên ở giữa, vòng thứ hai này. Đây. Đó, có cái vòng thứ nhất sang vòng thứ hai này. Các em thấy không? Là nó sẽ hết khoảng thời gian ở bên trong này. Sẽ là T trước đã. Đây là 360 độ, các em thấy ngay nó sẽ làm hết khoảng thời gian là T trước đã. Còn cái vòng đầu tiên này chúng ta sẽ tách ra. Các em nhìn vòng đầu tiên không? Chúng ta sẽ tách ra. Đó. Và chúng ta nên dùng phép trừ hơn. Góc này bằng bao nhiêu? Góc này bằng 60 độ. Như vậy cái vòng đầu tiên này chúng ta sẽ hết cái góc quay chính là 360 trừ 60 hay sẽ bằng 300 độ. Nào, 300 độ hay bằng bao nhiêu t? Các em sẽ lấy 300 chia 360. 300 chia 360 sẽ bằng 5 t trên 6. Ok không? Như vậy chúng ta sẽ hết tổng thời gian delta t sẽ bằng với t cộng 5 t trên 6. Và các em thay t bằng pi trên 5 vào và các em bấm ra được kết quả thôi. Và các em sẽ bấm ra được bằng 11 pi phần 30. 11 pi phần 30. Được chưa? Đó, đó là kết quả. Nào, ở ví dụ 2, ví dụ 3 này các em nhớ là khác ví dụ 1. Ví dụ 2 ở cái là nó đã kể chiều. Và nhớ kể chiều chúng ta chỉ được gióng lên một vị trí thôi, hoặc lên trên hoặc xuống dưới. V âm dòng lên trên, V dương dòng xuống dưới. Nó khác ở cái trường hợp ví dụ 2 là không kể chiều. Được chưa anh em? Chúng ta sẽ đến với ví dụ số 4. Cho vật dao động điều hòa với quỹ đạo dao động là bằng 20 cm. Trong 1 phút, 1 phút thực hiện là 60 dao động một phần. Thực hiện 60 dao động một phần. Được chưa? Đây bằng 0. Đây bằng 0. Vượt qua vị trí
vượt qua vị trí x bằng trừ 5 căn 2 cm và độ đang tăng tính câu A, tính thời gian ngắn nhất vượt qua vị trí động năng bằng 3 thế năng lần thứ 2. Rồi, em thấy bài này khác so với cả ví dụ trước. Ban đầu đề bài cho quỹ đạo nào, chúng ta sẽ xử lý ngay. Quỹ đạo là L, các em nhớ L sẽ phải bằng 2A nhé. Và như vậy chúng ta sẽ tính được ngay A sẽ bằng với là 10 cm. Tiếp theo, đề bài cho 1 phút thực hiện được 60 giây tập phần. Các em nhớ chúng ta sẽ viết là gì nhỉ? 1 phút bằng 60 giây. Thực hiện được 60 giây tập phần có nghĩa là bằng với là 60T. Được chưa? 1 giây tập phần là 1T. Như vậy chúng ta tính được ngay T sẽ bằng với 1 giây. Nào, T bằng 0 vượt qua x bằng trừ 5 căn 2, có thể nhìn thấy ngay sẽ bằng với là trừ A căn 2 chia 2. Và động năng tăng, nào, lại động vào kiến thức của bài đầu. Động năng tăng, các em nhớ, động năng tăng nào. Động năng tăng nhá, thì tiến về biên hay cân bằng. Nào, động năng tăng tiến về biên hay cân bằng. Nó sẽ phải tiến về cân bằng. Tại vì ở vị trí mặt động năng bắc mà. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thể hiện đây hiệu tròn. Ban đầu, vật ở vị trí trừ A căn 2 chia 2. Đây, trừ A căn 2 chia 2. Và động năng tăng có nghĩa tiến về vị trí cân bằng. Nào, vị trí cân bằng ở bên phải nhé. Bên phải như vậy sẽ phải gióng lên trên, lên xuống dưới đấy. Bên phải là theo chiều dương. Theo chiều dương, gióng xuống dưới. Và như vậy đây là x0. Vị trí động bằng 3 thế, bây giờ lại có một vấn đề nữa. Động bằng 3 thế, không biết các em đã thuộc chưa? Ở những bài đầu, ở những bài trước, chúng ta đã học động bằng 3 thế, nguyên tắc giải nhanh. Động bằng 3 thế, mẹo giải nhanh là gì? Động lớn nên vật gần vị trí cân bằng. Vật gần vị trí cân bằng nên x độ lớn sẽ phải bằng A căn 3. Xin lỗi, A chia 2 gần vị trí cân bằng sẽ phải bằng A chia 2 độ lớn. Các em không nên thuộc máy móc, mà các em sẽ nên thuộc nhớ mẹo. Mẹo để chúng ta giải nhanh. Mẹo nhầm. Nào, động bằng 3 thế, động lớn. Động lớn gần vị trí cân bằng, vì vị trí cân bằng động năng mạnh. Gần vị trí cân bằng nên A chia 2. Nhớ như vậy, không bao giờ quên. Chứ đừng dùng công thức gì nhé. Nào, A chia 2 độ lớn, chúng ta nhớ là độ lớn nhá. Độ lớn thì phải có 4 vị trí trên đường tròn. Có nghĩa là nó sẽ lấy cả âm và dương. Bây giờ đánh số tự. Vượt sẽ qua vị trí đây là vị trí đầu tiên. Đây là vị trí số 2, 3 và 4. Đề bài cần phải qua vị trí động bằng 3 thế lần thứ 2, nên chúng ta sẽ phải quay đến vị trí số 2. Đây. Và các em nhìn thấy ngay, quay đến đây sẽ hết thời gian bằng bao nhiêu? Đầu tiên sẽ phải xem bằng bao độ. Đoạn này các em nhớ là bằng 45 độ nha. Đây, đoạn này 45 độ. Đoạn này sẽ phải bằng với là 30 độ. Như vậy delta T sẽ phải bằng với 45 cộng với 30 rồi chia cho 360. Nhân T chính bằng 1 giây. 45 cộng 30 chia 360 sẽ bằng với là 5T chia 24. 2T bằng 1 giây sẽ là 5/24 giây. Được chưa? Đó. Cái đáp bài mà qua vị trí động bằng bao nhiêu thế là như vậy. Các em nhớ qua vị trí động bằng bao nhiêu thế sẽ có 4 vị trí trên đường tròn. 4 vị trí trên đường tròn. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự câu B. Tính thời gian ngắn nhất vượt qua vị trí thế bằng 3 động đi. Thế bằng 3 động. Bây giờ không cho lần thứ 2 nữa mà sẽ cho lần thứ 4.
2 chia 2. Và tiến về vị trí cân bằng của cái dòng dưới. X0 ở đây. Vị trí thế bằng ba động nào chúng ta lại có nào? Thế bằng ba động nguyên thế lớn. Thế lớn nên vật ở gần vị trí biên, vì ở vị trí biên thế mắc. Gần vị trí biên nên chắc chắn phải là A căn 3 chia 2. Và chúng ta cũng có bốn vị trí. Ban đầu vật ở vị trí A căn 2 chia 2, âm A căn 2 chia 2, vẽ này không hợp lý các em ạ. Vẽ cho chuẩn nhé, các em nhớ chúng ta sẽ phải vẽ cho chuẩn. A căn 2 chia 2 là phải chuẩn hình chứ không phải là như vừa xong thầy vẽ là bị nó giống căn 3 chia 2 quá. Đây. Cái không đây, đúng không? Nào, vị trí A căn 3 chia 2 độ lớn là có 4 vị trí. Nào, chúng ta lấy số thứ tự nào. Đây là vị trí qua đầu tiên. Đây theo chiều quay nhá, ngược kim đồng hồ đây qua đầu tiên này. Đây qua lần thứ 2. 3 và 4. Đề bài cần hỏi qua vị trí số 4, như vậy nó sẽ phải quay một góc từ đây đến đây. Nhìn xem bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ? Chúng ta sẽ dùng phép trừ. Cái góc con này này, góc con này sẽ bằng 15 độ nhé. Vì góc này, nhìn đây, góc này bằng 45 độ, góc này bằng 30 độ, nên góc con này sẽ bằng 15 độ. Và như vậy chúng ta sẽ liên thời gian thôi, sẽ bằng 360 trừ đi 15 độ rồi chia cho 360 nhân t. Nào, có nghĩa là 345 đúng không? 345 chia 360 là bằng 23 t chia 24, nhân t bằng 1, có nghĩa là bằng với 23 phần 24 giây. Đó, em thấy không? Ví dụ này sẽ khác ví dụ 3 một chút, là sẽ hỏi qua vị trí động bằng bao nhiêu lần thế. Động bằng bao nhiêu lần thế chúng ta nhớ là có 4 vị trí trên đường tròn, 4 vị trí trên đường tròn. Và chúng ta sẽ phải dựa vào nguyên tắc giải nhanh của động bằng bao thế. Các em phải thuộc, nhớ, không dùng công thức gì cả. Được chưa? Chúng ta đến với ví dụ số 5. Cho vào dòng điều hòa với phương trình x bằng 5 cos của 2t cộng pi chia 3. Đấy, thời gian ngắn nhất vật qua vị trí có v bằng. Đấy, tính thời gian ngắn nhất vượt qua vị trí có v bằng, vượt qua vị trí có v bằng là 5 cm/giây lần thứ ba, xin lỗi, lần thứ hai trước. Nào, bài này sẽ lại khác các ví dụ khác, ví dụ trước, và nó lại nâng cấp hơn một chút. Bây giờ bài này lại hỏi qua v bằng bao nhiêu cơ. Các em nhớ là gì? Đề bài hỏi qua đâu, chúng ta sẽ vẽ lên đường tròn của nó. Đề bài hỏi qua v, chúng ta sẽ vẽ lên đường tròn của v. Hôm trước chúng ta học đường tròn của v rồi, đúng không? Chúng ta sẽ vẽ lên đường tròn của v. Của v. Được chưa? Và giải bình thường. Và giải bình thường như đường tròn của x thôi, như đường tròn của x thôi, chúng ta quay bình thường. Nào, đầu tiên muốn có đường tròn của v, chúng ta phải có đường tròn của x trước đã. Nào, x ban đầu ở vị trí pi trên 3, và nhớ bài này không dùng đến x, thế nên chúng ta vẽ nên đứt thôi, mờ mờ thôi. Pi trên 3 ở đây. Như vậy x không đây. Và v, các em học rồi, v phải chạy trước x một góc là 90 độ. Có nghĩa là v phải ở đây. Đây chính là v không. Và đề bài hỏi qua vị trí có v bằng 5 cm/giây. Bây giờ chúng ta sẽ xem v max có nghĩa là a omega. Nhìn ngay chúng ta thấy ngay là a omega sẽ bằng với là 10. Có nghĩa là v bằng 5 chính bằng a omega chia 2. Và các em nhớ đây là đường tròn của v,
Thế nên đây vị trí sẽ phải là âm, không phải âm A nữa, mà là âm A omega. Đây là 0, vị trí của V bằng 0, vị trí cân bằng của V. Đây sẽ phải là V bằng A omega. Và vị trí A omega chia 2 chính là A chia 2 của đường tròn X đấy. Và nó cũng sẽ có hai vị trí. Đây số thứ tự, đây là 1, đây là vị trí 2 trùng với vị trí X0. Cho nên chúng ta không cần quan tâm X nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ quay đến vị trí số 2. Các em nhìn thấy ngay, sẽ quay hết của góc đó là 270 độ. 270 độ chia 360 nhân T. T nào nhìn ngay, T sẽ bằng với là 2pi chia omega, và sẽ bằng với pi. Như vậy chúng ta thay vào sẽ bằng với là 3pi trên 4. Đây chính là thời gian qua vị trí có V bằng 5 cm/giây lần thứ hai. Nào, các em hiểu cái bài này chưa? Bài này hỏi V thì các em sẽ vẽ đường tròn của V và giải bình thường như đường tròn của X thôi. Các em hình dung chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm câu B, làm tương tự. Bây giờ sẽ hỏi qua vị trí là giai tốc A. A thầy sẽ cho là qua vị trí A bằng trừ 20 căn 2 cm trên dây bình. Bây giờ cho đẳng cấp cao hơn một chút nhé, khác hơn một chút nữa nhé, không chỉ đơn thuần là lần thứ hai, mà bây giờ thầy sẽ cho là đang tăng lần thứ nhất. Rồi nào, em xem ví dụ số 2. Ví dụ số 2 bây giờ hỏi qua A. Thì như vậy chúng ta sẽ phải vẽ đường tròn của A và giải bình thường. Nào, đầu tiên muốn vẽ đường tròn của A, chúng ta sẽ phải vẽ ra đường tròn của X trước. Cũng giống như ví dụ A, X0 ở vị trí pi trên 3, nãy trước thôi. Đây X0. Và nhớ đường tròn của A sẽ phải chạy trước đường tròn của X 180 độ, hay nhớ luôn nó sẽ ngược với đường tròn của X. Có nghĩa X đây chúng ta gióng ngược luôn. Đây chính là A0. Và đây là đường tròn của A nhá. Cẩn thận chúng ta sẽ điền vị trí tọa độ. Vị trí này gia tốc bằng biên của gia tốc là A omega bình. Nào, chúng ta nhầm ngay A omega bình. A omega bình sẽ bằng với là 20. À, như vậy là cái vị trí này thầy cho này là không ổn nhá. Em đổi lại giúp thầy là thằng này phải là 10 căn 2 thì mới nó ổn được. Chứ 20 là lớn hơn biên độ của A mất, không ổn. Đó, phải đổi 10 căn 2 nhá. Nào, thì biên độ của gia tốc đây là 20 này. Đây là 0 này và đây là -20. -20. Rồi, bây giờ chúng ta xác định vị trí -10 căn 2 chính là trừ của A omega bình căn 2 chia 2. Hay là trừ A căn 2 chia 2 ở vị trí của lý độ đấy. Nào, đây chúng ta sẽ vẽ trừ A omega bình căn 3 chia 2, căn 2 chia 2. Nó sẽ có hai vị trí. Nào, đây số thứ tự, đây là vị trí số 1. Đây là vị trí số 2. Được chưa? Đây là A trừ 10 căn 2. Có hai vị trí. Nhưng chú ý là đề bài hỏi là bảo là đang tăng nữa cơ. Thêm điều kiện là đang tăng. Là đang tăng thì chúng ta phải loại một trong hai vị trí này. Nào, đang tăng, các em chú ý là trừ 10 căn 2 mà là một đang tăng. Bên phải của trừ 10 căn 2 là 0, bên trái là trừ 20. Vậy từ trừ 10 căn 2 mà một đang tăng thì các em sẽ phải gióng sang 0 hay gióng sang trừ 20? Rõ ràng rồi, phải gióng sang 0 đúng không? Vì 0 phải lớn hơn trừ 10 căn 2 và chúng ta sẽ phải tiến sang bên phải. Tiến bên phải cho lấy vị trí ở bên dưới và không lấy vị trí bên trên. Và hỏi qua lần đầu tiên như vậy chúng ta sẽ quay từ đây đây. Nào, chúng ta sẽ thêm góc quay. Nên dùng phép trừ. Góc này này sẽ bằng với 15 độ. Đúng chưa?
Và như vậy chúng ta sẽ lên dùng phép trừ nhá. Sẽ là 360 trừ 15 chia 360 nhân với pi. Được chưa? Kết quả chúng ta sẽ bấm ra thôi. Sẽ là 23t chia 24. Có nghĩa là bằng với là 23 phần 24 pi. Đó. Ở bài này nó cũng khác hơn bài A là nó sẽ nâng cấp thêm, đó là đang tăng hay đang giảm. Nào bây giờ các em chốt luôn này. Giá trị mà đang tăng thì các em luôn dòng xuống dưới nhá, luôn dòng xuống dưới. Giá trị mà đang giảm thì các em luôn dòng lên trên, em nhớ. Còn độ lớn nha, độ lớn sẽ khác. Độ lớn mà đang tăng, lớn đang tăng, độ lớn đang tăng, em nhớ này, độ lớn tăng thì sẽ là tiến về biên gần nhất, là tiến về biên. Độ lớn giảm thì sẽ tiến là về vị trí không gần nhất, không chỉ là vị trí mặt đấy, tiến về vị trí không gần nhất, nhớ gần nhất nhé. Được chưa? Đó. Nào, bây giờ chúng ta thực hành tiếp bằng câu C. Nào, câu C. Tính thời gian ngắn nhất vượt qua vị trí có V. V bằng 5 căn 2 cm trên giây. Và độ lớn giảm lần 2. Nào, bây giờ chúng ta áp dụng luôn cho nhanh. Ban đầu chúng ta vẫn vẽ đường tròn của x là ở vị trí pi trên 3. Đây là x0. Chúng ta quay 90 độ tiến để ra được v. Đây là v0. Chúng ta sẽ xác định ngay vị trí v bằng 5 căn 2, có nghĩa là bằng với là a omega căn 2 chia 2. Và chú ý, đề bài bảo đang có độ lớn giảm. Độ lớn giảm, em nhớ nào, độ lớn giảm sẽ tiến về vị trí o gần nhất. Nào, vậy đang ở đây và độ lớn giảm tiến về o gần nhất, có nghĩa là tiến sang bên trái. Tiến bên trái cũng nghĩa là theo chiều âm, nghĩa là dòng lên trên. Em nhớ là cái từ theo chiều âm chỉ là cái từ mà chúng ta liên tưởng đến thôi, chứ không phải là theo chiều âm. Đây, chứ không phải là v theo chiều âm đâu. Đây chính là vị trí cần qua và một chu kỳ qua một lần thôi. Đề bài mà hỏi là qua lần thứ hai, là bây giờ chúng ta sẽ quay luôn. Đây là lần thứ nhất, đúng không? Và lần thứ hai, đó, em thấy không? Vậy đầu tiên chúng ta nhìn cái khoảng thời gian nào, chúng ta nhìn được ngay. Đây chính là khoảng thời gian là t luôn, đúng không? Đây quay một vòng 360 độ là t. Tiếp theo đây, đây học em lại cộng dồn góc. Góc đầu tiên sẽ là 30 độ. Cộng góc thứ hai là 180 độ. Cộng góc thứ ba, đây góc này các em nhớ là 45 độ nhé. Góc này 45 độ. Chia 360 nhân t. Rồi, vậy các em cộng hai khoảng thời gian này vào thôi. T cộng với cái góc kia, các góc kia chia 360 rồi nhân t. Và các em nhớ t bằng t chúng ta là pi nhé. Như vậy chúng ta sẽ bấm ra nó sẽ bằng 41 phần 24 pi. Đó, thế thôi. Được chưa? Và thầy nhấn mạnh thêm rằng
đề bài không hỏi những vị trí mà ở giữa này, mà đề bài đã hỏi những vị trí là qua vị trí vận tốc mắc, gia tốc mắc, V bằng 0, A bằng 0. Thế những vị trí đấy chúng ta có thể vẽ lên đường tròn cũng được, vẽ lên đường tròn của V, của A cũng được. Nhưng những vị trí đặc biệt đó chúng ta không thể vẽ ngay trên đường tròn của X mà không cần phải vẽ trên đường tròn của V. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nó vào ví dụ số 6. Chúng ta sẽ đến với ví dụ số 6. Cho vật dao điều hòa với phương trình x bằng 5, cos của 5 pi t trừ 3 pi trừ 4. Tính thời gian vượt qua vị trí, vượt qua vị trí có tốc độ cực đại, có nghĩa là v độ lớn mắc lần thứ 2. Rồi, nào, bây giờ bài này chúng ta là cần qua vị trí v mắc độ lớn và đây là vị trí đặc biệt. Thế nên ý, chúng ta không cần phải vẽ lên đường tròn của v làm gì cả. Chúng ta có thể vẽ ngay trên đường tròn của x. Nào, đầu tiên các bạn phải xác định v mắc, có nghĩa là vị trí này là vị trí có x bằng 0. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ vẽ luôn lên đường tròn của x và không cần vẽ đường tròn của v làm gì. Nào, x0 ở vị trí trừ 3 pi 4, đây x0. Nào, qua vị trí có đi đường bằng 0, đây là vị trí đầu tiên, đây là vị trí số 2. À, như vậy chúng ta cần quay đến vị trí số 2. Nhanh một tí nhá. Nào, như vậy góc quay được là bao nhiêu đây? Đây là 180. Đây là 45 chia cho 360 nhân t. Nào, t chúng ta nhẩm ngay là t sẽ bằng với 2 pi chia omega là 5 pi và sẽ bằng 2/5. Như vậy chúng ta sẽ nhân với 2/5. Rồi, chúng ta bấm máy tính thôi. Rồi, như vậy chúng ta sẽ nói ra là bằng 1/4 giây. Đó. Các bạn hiểu đúng không? Chúng ta không cần phải vẽ lên đường tròn của V làm gì cho phức tạp. Với những cái vị trí đặc biệt này. Được chưa? Câu B tương tự này. Tính thời gian vượt qua vị trí có A bằng 0, gia tốc bằng 0. Có A bằng 0 lần đầu tiên. Rồi, nào nhanh một chút. Gia tốc bằng 0, bây giờ đây là vị trí đặc biệt, chúng ta không cần phải vẽ đường tròn của gia tốc mà chúng ta sẽ thể hiện luôn lên đường tròn của x. Và A bằng 0 chúng ta biết rồi, A bằng 0 thì x cũng bằng 0. Đây, chúng ta nhìn thấy ngay trên hình này nhé. Nào, x0 vẫn ở đây, nào, vị trí bằng 0. Đây, x bằng 0. Lần đầu tiên như vậy chúng ta sẽ thời gian là t chia 8. Đúng không? Nhanh một tí nhá, 45 độ mà t trên 8 và sẽ bằng với là bằng 1/20 giây. Được chưa? Đó, thế thôi. Nào, tương tự câu C. Tính thời gian vượt qua vị trí có gia tốc cực tiểu. Đó, bài này khó hơn nhá. Có gia tốc cực tiểu. Cực tiểu. Nào, gia tốc cực tiểu. Gia tốc cực tiểu em học rồi, ở đâu trên đường tròn của x? Gia tốc cực tiểu khi vật ở vị trí, các em còn nhớ không? Những này rất nhiều bạn quên. Gia tốc cực tiểu khi vật ở vị trí biên dương. Nhá, vật ở biên dương. À, quên mất lần mấy nhỉ? Cho lần số 2 đi. Nào, biên dương. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vẽ ngay trên đường tròn của x. Ban đầu vẫn ở đây. Nào, biên dương là ở đây và chỉ có một vị trí duy nhất. Và đi bài học qua lần thứ hai chúng ta sẽ quay này. Đây. Và từ đây đến đây lần thứ hai. Có nghĩa là các em thấy ngay,
quay qua lần thứ hai nó sẽ qua hai khoảng thời gian và thầy chia ở đây. Khoảng thời gian này trước các em thấy ngay sẽ quay bằng khoảng thời gian là t và hết 360 độ. Khoảng thời gian thứ hai các em thấy ngay sẽ là khoảng thời gian đầu tiên góc này là bằng 45 độ. Tổng góc này sẽ là bằng 90 độ, đúng không? Chia 360 nhân với t. Rồi, các em thay số vào thôi. Nhân t của chúng ta là bằng với là 2/5 nhé. Rồi, kết quả chúng ta là 59/80 giây. Cộng vào nhé, sẽ là 59/80 giây. Đó. Nào, ở ví dụ 6 này thì các em chú ý là khi mà đề bài họ qua những vị trí đặc biệt của V của A, có nghĩa là V max, A max, V min, A min, V bằng 0, A bằng 0, thì chúng ta sẽ vẽ ngay trên đường trục X mà không cần phải thể hiện đường trục của V, A làm gì, cho mất thời gian. Được chưa các em? Suốt từ đấy chúng ta đều làm những ví dụ liên quan đến số lần là 1, 2 hoặc là 3. Những số lần nhỏ như vậy thì các em chắc là biết cách làm rồi. Nhưng bây giờ có bạn nào đặt ra câu hỏi, nếu những cái bài tập mà liên quan đến số lần vài nghìn lần thì sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải có phương pháp giải. Nào, chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là bài tập về số lần lớn. Phương pháp giải của bài tập này đó là chúng ta sẽ tách số lần đề bài yêu cầu, bằng số lần gần nó nhất, chia hết cho số lần qua trong một chu kỳ, đó. Phương pháp là ta tách số lần đề yêu cầu bằng số lần gần nó nhất, chia hết cho số lần qua trong một chu kỳ. Rồi chúng ta sẽ giải bình thường. Được chưa? Nào, bây giờ lấy ví dụ luôn để các em sẽ biết chúng ta sẽ dùng phương pháp này như nào. Ví dụ, cho vật dao điều hòa với phương trình x bằng 10, góc của 2pi t cộng với pi 3. Tính thời gian vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2021. Tính thời gian vượt qua vị trí cân bằng lần 2021. Rồi, nào, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết. Bước 1 thì chúng ta sẽ lên đường tròn thôi, là x0. x0 và xoay ở vị trí pi trên 3. Và chúng ta sẽ xác định là qua vị trí cân bằng là một chu kỳ qua mấy lần. Vị trí cân bằng không kể chiều thì một chu kỳ qua 2 lần. Đây là lần đầu tiên, đây là lần thứ 2. Và chúng ta xác định được số lần qua trong một chu kỳ rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tách. Tách con số 2021 để bài yêu cầu sẽ bằng số gần nó nhất chia cho 2. Số gần 2021 nhất chia cho 2 chính là 2020. Còn lẻ ra một lần. Ok. Nào bây giờ các em nhìn quy luật này. Một chu kỳ qua vị trí gần qua 2 lần rồi về vị trí cũ, hết một chu kỳ. 2 chu kỳ qua 4 lần. 3 chu kỳ qua 6 lần. Rồi về vị trí cũ. Như vậy 2020 là đầu tiên, chúng ta thấy ngay 2020 là đầu tiên chúng ta sẽ hết, đó là 1010 có nghĩa là 1010 chu kỳ. Đó, đúng không? Vì một chu kỳ qua 2 lần mà. Xong nhá. Và bây giờ sau 2020 là đầu tiên nó về vị trí cũ. Rồi bây giờ còn một lần nữa, thì nó sẽ chỉ việc quay, đó là quay 30 độ cuối thôi.
Đây chính là delta t một lần cuối. Và chúng ta sẽ hết chỉ là t chia 12 thôi, là 30 độ. Đó, nghĩa chúng ta sẽ hết một lần cuối là t chia 12. Chúng ta thay số vào, chúng ta cùng máy tính nào nhập ngay được là t sẽ bằng với 2 pi chia omega và sẽ bằng 1 giây nhé. Như vậy chúng ta sẽ hết là thời gian là 1/2121/12. Đúng không? Đó, đấy là cách giải của bài tập về số lần lớn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến câu B, chúng ta sẽ áp dụng tương tự lại nào. Chúng ta sẽ đến câu B. Bây giờ câu B, thầy sẽ hỏi là qua vị trí, không phải vị trí cân bằng nữa, mà sẽ qua vị trí có lý độ x. X bây giờ sẽ bằng với là -5 cm. Và bây giờ bổ sung thêm là theo chiều dương lần 2020. Nào, làm tương tự, bước 1 vẫn vẽ x0. x0 ở vị trí pi trên 3. Qua vị trí -5, các em nhìn ngay -5 sẽ bằng -a/2. Nào, -5 và phải theo chiều dương. Theo chiều dương như vậy chúng ta sẽ chỉ được dòng xuống dưới thôi. Các em nhớ chiều dương sẽ chỉ được dòng xuống dưới thôi nhé. Đây là chỉ có một lần duy nhất thôi. Và chúng ta sẽ tách 2020 bằng số gần nhất chia cho 1. À, 2020 sẽ bằng số gần nhất chia cho 1. Nhiều bạn bảo 2020 chính là chia cho 1 luôn, đúng. Như vậy chúng ta có được lấy 2020 luôn không? Không, mà chúng ta sẽ phải tách là số gần nó nhất. Gần nó nhất chứ không được lấy nó. Gần 2020 nhất sẽ phải là 2019 cộng với 1. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Một chu kỳ đều đặn qua vị trí gần qua là 1 lần, rồi về vị trí cũ. 2 chu kỳ qua 2 lần về vị trí cũ, 3 chu kỳ qua 3 lần về vị trí cũ. Như vậy 2019 lần sẽ hết là 2019 chu kỳ. Rồi về vị trí cũ đã. Bây giờ còn một lần cuối, nó sẽ phải quay từ đây đây là một lần cuối. Một lần cuối. Và các em nhìn thấy ngay, một lần cuối nó sẽ hết góc này, vẽ được không được đẹp lắm này. Thằng này phải đối xứng nhau nhé. Đấy, đối xứng nhau. Nào, một lần cuối sẽ hết góc quay là 180 độ, có nghĩa là t chia 2. Nghĩa cộng một lần cuối là t chia 2. Được chưa? Thế thôi. Như vậy sẽ ra được là 219,5 giây. Đó, tại vì t là 1 giây. Xong nhá. Đó là câu B. Nào, bây giờ câu C, các em làm tương tự. Bây giờ câu C, thầy không cho là qua vị trí x nữa, x bằng bao nhiêu nữa, mà sẽ là qua vị trí có động bằng thế. Động bằng thế. Lần 2022. Nào, bây giờ tương tự, chúng ta lại vẽ x ở thời điểm t bằng 0 là vị trí pi trên 3. Đấy là 0. Nào, động bằng thế chúng ta phải biết động bằng thế thì x bằng bao nhiêu. Rồi, vị trí động bằng thế là vị trí dễ nhận nhất. Đó là vị trí chơi một mình. Đó là a căn 2 chia 2. Và nhớ độ lớn x. A căn 2 chia 2 có 4 vị trí trên đường tròn. Đây số thứ tự. Đây là 1. Đây là 2, 3 và 4. Được chưa? Nào, bây giờ đề bài hỏi qua lần 2020. Chúng ta xác định được rằng một chu kỳ qua 4 lần. Vậy chúng ta sẽ phải tách 2020 sẽ bằng
số gần nó nhất chia hết cho 4. Số gần nó nhất chia hết cho 4 chính là bao nhiêu? Chính là bao nhiêu? Nào, các em sẽ bấm 2020 chia cho 4. Như vậy nó tròn luôn là 505. Vậy không được lấy nó. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải lấy số gần nó nhất chia cho 4 là trừ đi 4. Có nghĩa là 2018 đấy. Xin lỗi, là 2016 đấy. Đó, 2016. À, xin lỗi, đề bài bảo 2022 mà, xin lỗi nhá, 2022. Đó, vậy chúng ta sẽ bấm lại nhá, 2022 chia 4. Là chúng ta sẽ thấy là lẻ 505.5. À, như vậy, chúng ta sẽ lấy ngay là 505 nhân với 4 là cái số gần 2020 đấy. 2022 nhất. Và như vậy chúng ta sẽ tách 2022 sẽ bằng với 2020. Đúng không? Cộng với 2. Đó. Chắc chắn là 2020 chia cho 4 rồi nhỉ. Và như vậy sẽ hết thời gian. Nào, một chu kỳ đều đặn qua 4 lần, hai chu kỳ qua 8 lần, ba chu kỳ được chưa? Qua 12 lần. Và như vậy 2020 lần hết bao chu kỳ chúng ta sẽ chia cho 4. Có nghĩa là 505 chu kỳ cộng với 2 lần. Nào, nhớ sau 505 chu kỳ là về vị trí cũ rồi. Cộng 2 lần nữa, 2 lần nữa thì nó sẽ phải quay đến vị trí đây. Đây chính là delta t 2 lần cuối. Nào, các em nhìn đến ngay, 2 lần cuối sẽ hết một góc quay đó là 30 độ. Đây. 90 độ. Đây. Và 45 độ đó cuối. Chia cho t. À, chia cho 360 rồi nhân t. Đó. Các em cộng vào thôi, các em ra được kết quả. Đây. Các em cộng vào, các em ra kết quả. Kết quả chúng ta sẽ là 12131. T chúng ta là 1 giây nhá, chia cho 24. Đó. Được chưa? Đây chính là ví dụ của dạng bài số lần lớn. Và các em nhớ, cách làm là chúng ta sẽ tách số lần đề yêu cầu bằng số lần gần nhất, chia cho số lần trong một chu kỳ, đi qua trong một chu kỳ, và chúng ta giải bình thường thôi. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái vấn đề nhỏ nhỏ. Nhiều bạn khi gặp vào bài này chắc chắn sẽ thấy lúng túng. Nào, ví dụ tiếp. Cho vật dao điều hòa với phương trình x bằng 10, cốt của 5πt cộng với pi chia 2. Pi chia 2. Tính thời gian vượt qua vị trí cân bằng. Tính thời gian vượt qua vị trí cân bằng từ t bằng 0 lần thứ 2021. Rồi, nghe qua thì chúng ta có thể thấy bài này không có gì đặc biệt cả. Nó là bài giống như những ví dụ chúng ta làm thôi. Nhưng chúng ta hãy thử vẽ ra xem có vấn đề gì không. Nào, bước 1 chúng ta sẽ vẽ trên đường tròn. Thời điểm ban đầu còn ở vị trí pi chia 2. Đây không. Và vị trí gần qua là vị trí cân bằng. Như vậy vị trí ban đầu trùng đúng vào vị trí gần qua. Rồi, như vậy đã có vấn đề. Bây giờ khi mà vật vừa xuất phát thì đã qua vị trí gần qua là một lần rồi. Như vậy đây chính là trùng vào vị trí lần đầu tiên. Được chưa? Và đến đây là vị trí số 2. Và bây giờ sẽ có một cái vấn đề là chúng ta sẽ bị vướng đây lần thứ 3, đây lần thứ 4. Những lần ít thì không sao, nhưng những lần nhiều thì chúng ta sẽ rất là vướng. Lần 2021 là bao nhiêu t? Chúng ta sẽ vướng, nhưng mà tất nhiên những bạn nào mà nhanh thì sẽ không bị vướng cả và sẽ làm bình thường được, không vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ thầy sẽ cho các em một mẹo để không bị cảm nhầm. Mẹo là gì? Chúng ta sẽ không tính lần đầu tiên. Không tính lần đầu tiên. Không tính lần đầu tiên. Được chưa? Và chúng ta sẽ giải bình thường với số lần là n trừ 1. Chúng ta sẽ giải bình thường
với số lần n trừ 1. Rồi, có nghĩa là bây giờ lần đầu tiên đây không phải là số 1 nữa. Mà khi vật đi thì đây mới là lần số 2, là số 1 này. Đây mới là lần số 1. Và khi vật về vị trí, đây sẽ là lần thứ 2. Đó. Chúng ta không tính lần đầu tiên nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ giải bình thường với số lần n trừ 1. Có nghĩa là n bây giờ sẽ bằng với 2020. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải bình thường thôi. Giải bình thường thôi. Nào, chúng ta sẽ có 2020 sẽ bằng với là 2018, là số lần gần đó nhất chia số lần qua trong một chu kỳ, chính là 2 lần. Được chưa? Rồi cộng với 2. Và bây giờ rất là đơn giản, một chu kỳ qua 2 lần, như vậy chúng ta sẽ 2018 lần thì sẽ phải hết là 1009 chu kỳ. Cộng với 2 lần, 2 lần ngay mình đến ngay, 2 lần nó sẽ phải vòng đến số 2 và sẽ hết đúng là 1 chu kỳ luôn. Và như vậy tổng cộng sẽ hết là 10 chu kỳ, 1010 chu kỳ. Và chúng ta thay chu kỳ vào thôi. Đây sẽ bằng với 2 pi trên omega và sẽ bằng với pi trên 5. Đó, và các em thay số vào sẽ bằng với là 1010 pi trên 5. Rồi. Đó. Thì đây là một cái vấn đề nhỏ nhỏ, một cái mẹo nhỏ để khi làm các bài tập mà lần đầu tiên nó trùng đúng vào vị trí ban đầu thì các em sẽ không tính lần đầu tiên đó, và chúng ta sẽ giải bình thường với số lần n trừ 1. Được chưa? Nhá. Nào, như vậy chúng ta đã duyệt qua các ví dụ của bài tập về thời gian, và các em nhớ đây là những ví dụ cơ bản thôi. Bài tập về thời gian nó sẽ biến đổi ra rất nhiều ví dụ khác nữa, và đây là những kiến thức cơ sở nhất để các em làm những bài tập khó hơn, để cho để các em áp dụng làm những bài tập khó hơn nữa. Ok. Ví dụ tiếp theo, tính thời gian ngắn nhất trong một chu kỳ để rồi sẽ có một loạt những điều kiện. Ý A, để lý độ x lớn hơn a chia 2 hoặc bằng nhá. Rồi thì bây giờ các em nhìn đây, tính thời gian trong một chu kỳ để x lớn hơn a chia 2. Rồi bây giờ các em xem bài này chúng ta sẽ làm như nào. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ thể hiện trên đường tròn. Nào, a chia 2 ở đâu? Đây, chính là a chia 2. Nào, đây là vị trí a nhá, o và trừ a. Và các em thấy rằng để lý độ mà lớn hơn a chia 2, để lý độ lớn hơn a chia 2, như vậy nó sẽ phải có lý độ trong cái vùng từ a chia 2 đến a. Trong vùng này là lý độ x đang lớn hơn a chia 2, lớn hơn bằng a chia 2, em thấy không? Còn vùng này là lý độ x đang bé hơn, đúng không? Bé hơn a chia 2, đúng không? Em thấy không? Đây, vùng này nó là bằng a chia 2 rồi đến a này, lý độ lớn hơn. Còn vùng này là từ a chia 2 về trừ a, đúng không? Như vậy bên này là âm rồi, bên này là bé hơn a chia 2. Đó. Như vậy chúng ta sẽ phải lấy vùng bên phải và chúng ta gạch hết vùng bên trái. Đó, bên này chúng ta không lấy đây, thấy không? Và chúng ta chỉ lấy cái thời gian từ đây đến đây thôi, em thấy không? Chúng ta chỉ lấy thời gian từ đây đến đây thôi. Và các em nhìn xem khoảng thời gian này sẽ là bao nhiêu t? Nào, khoảng thời gian này nó sẽ quay một góc quay là 120 độ. Như vậy delta t sẽ bằng với là t chia 3. Đó. Em hình dung không? Trong một chu kỳ x lớn hơn a chia 2 sẽ là t chia 3. Chúng ta không nhớ máy móc nhé, đây không phải bài tổng quát để các em nhớ máy móc công thức đâu. Chúng ta không nên nhớ máy móc công thức, được chưa? Nên biết là nào, bây giờ câu B, em làm tương tự. Câu B, tính thời gian trong một chu kỳ để x có độ lớn lớn hơn hoặc bằng a căn 3 chia 2.
lại vẽ đường tròn. Nhưng mà chú ý đây là độ lớn. Độ lớn nên đường tròn này là đường tròn của độ lớn. Và đây phải là vị trí A. Đây là O. Và đây không phải trừ A, mà đây sẽ là vị trí A luôn. Nhớ đường tròn độ lớn thì không có đi độ âm đâu. Độ lớn mà. Và vị trí A căn 3 chia 2. A căn 3 chia 2 thì chúng ta có mấy vị trí trên đường tròn? Độ lớn nhé, chúng ta sẽ có 4 vị trí trên đường tròn. 4 vị trí trên đường tròn. Và đề bài đây yêu cầu lớn hơn. Lớn hơn như vậy chúng ta đào nhanh một chút, chúng ta sẽ không lấy vùng bên trong. Vì bên trong độ lớn ly độ đang bé hơn A căn 3 chia 2. Chúng ta sẽ không lấy vùng bên trong. Và chúng ta sẽ lấy vùng bên ngoài thôi. Ở đây chúng ta có một cung sẽ là góc bằng 60 độ. Và sẽ hết. Bên này sẽ là T chia 6. Ở bên này chúng ta có một cung cũng là góc bằng 60 độ. Và cũng hết là T chia 6. Như vậy tổng khoảng thời gian mà để ly độ mà lớn hơn A căn 3 chia 2 độ lớn sẽ phải hết thời gian delta T tổng cộng sẽ bằng với là T chia 3. Đó, các em nhìn thấy hình dung chưa? Nào, để ly độ mà x độ lớn hơn A căn 3 chia 2 thì chúng ta sẽ lấy bên ngoài. Đó, đây, đang lớn hơn A căn 3 chia 2. Còn bên trong bé hơn chúng ta không lấy. Thế thôi. Nào, tương tự các em làm câu C. Câu C là ly độ x độ lớn bé hơn A chia 2. Bé hơn bằng A chia 2. Nào, tương tự luôn, chúng ta sẽ vẽ đường tròn. Đây là độ lớn nhá, độ lớn như vậy đây là A, O và đây cũng là A. Nào, A chia 2 chúng ta cũng có 4 vị trí trên đường tròn độ lớn. Được chưa? Đây là A chia 2. Và bây giờ chúng ta cần lấy bé hơn. Bé hơn thì rõ ràng rồi, chúng ta sẽ không lấy ở bên ngoài. Bên ngoài đang lớn hơn. Lớn hơn A chia 2. Thấy không? Và bây giờ chúng ta sẽ lấy bên trong để lấy đi độ, độ lớn bé hơn. Bên trong này chúng ta có góc đầu tiên bên trên. Thế là T chia cho 6. 60 độ mà. Góc bên dưới sẽ là T chia 6. Như vậy tổng thời gian chúng ta lấy là T chia 3. Đó, em hình dung chưa? Em hình dung chưa? Nào, tương tự nếu mà bài tập này nó hỏi như câu D này thì sao? Nào, em làm như câu D này nhá. Em thử làm xem. Câu D là V V bé hơn trừ A omega chia 2 bằng nhé. Nào, bây giờ nếu mà V hỏi bé hơn bằng trừ A omega chia 2 sao? Chúng ta tương tự, chúng ta sẽ vẽ ra đường tròn của V thôi. Đây là đường tròn của V. Đây là 0, đây là A omega. Đây là trừ A omega. Và trừ A omega chia 2 nằm ở chỉ có 2 vị trí trên đường tròn thôi. Đó. Được chưa? Và đề bài đang hỏi cần lấy bé hơn, cần lấy bé hơn như vậy chúng ta sẽ phải lấy bên nào? Nào, các em nhìn thấy ngay bên này sẽ là V bé hơn. Đúng không? Bằng. Còn bên này sẽ là rất tất nhiên rồi, V sẽ lớn hơn. Vị trí âm A omega chia 2. Và chúng ta cần lấy bé hơn, như vậy chúng ta sẽ phải gạch ở bên tay phải đi. Bên tay phải lớn hơn gạch đi. Không lấy. Và chúng ta sẽ lấy góc ở bên trái. Nào, các em nhìn ngay góc này sẽ làm bao nhiêu độ đây? Nào, góc này sẽ bằng bao nhiêu đây? Nào, các em nhìn ngay góc này sẽ bằng với 120 độ. Nhanh nhá, là T chia 3. Được chưa? Em hình dung cách làm chưa? Nào, đây là câu E. Câu E bây giờ khó hơn là hỏi trong một chu kỳ để VFT lớn hơn hoặc bằng 3 VFT. Rồi, bài này khó hơn rồi, chúng ta sẽ cần phải phân tích một chút. Đầu tiên chúng ta
cần phải biết là VKT bằng VKT bằng 3 lần VKD thì khi x bằng bao nhiêu? Nào, lại miệng nguyên tắc giải nhanh, động thế bằng 3 động, thế bằng 3 động thì thế lớn. Thế lớn gần vị trí biên, gần vị trí biên như vậy x sẽ là bằng a căn 3 chia 2 độ lớn. A căn 3 chia 2 độ lớn. Và bây giờ thế cần lớn hơn, thế cần lớn hơn như vậy cần phải lấy gần biên. Nhá, thế lớn hơn. Thế lớn. Như vậy chúng ta cần phải lấy gần biên. Đó, như vậy chúng ta cần phải có một cái loạt suy luận như thế. Nào bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường tròn của x. Đây là đường tròn của x và nhớ đây là độ lớn thôi. A căn 3 chia 2 chúng ta đã có 4 vị trí trên đường tròn. Đề bài đang yêu cầu là thế lớn hơn, như vậy chúng ta sẽ phải lấy gần biên và chúng ta sẽ không lấy ở vị trí bên trong, về vị trí cân bằng. Như vậy chúng ta lấy góc này, góc này. Nào thôi nhanh một tí nhá, chúng ta thấy ngay tổng hai góc này cộng lại sẽ bằng với là 120 độ. 120 độ sẽ bằng t chia 3. Đó, em hình dung cách làm không? Ví dụ f tương tự, nào em sẽ tự làm câu f này nha. Bây giờ đề bài hỏi là động lớn hơn hoặc bằng 3 thế. Đó, nào động lớn hơn hoặc bằng 3 thế thì bây giờ các em lại phân tích giống như vừa xong. Đầu tiên chúng ta cần phải biết động bằng 3 thế đã. Động bằng 3 thế thì x phải ở vị trí a chia 2, không dùng bất cứ bước nào nhỉ. Nhưng bây giờ đề bài cần hỏi động lớn hơn. Động lớn hơn như vậy x phải gần ở cân bằng. Vì động lớn x phải gần cân bằng, như vậy chúng ta sẽ lấy x gần cân bằng. Để chờ độ lớn nhá. Nào, vậy chúng ta vẽ nào. A chia 2 có 4 vị trí, nhớ độ lớn nhá. A chia 2 có 4 vị trí. Và đề bài đang hỏi động lớn như vậy là lấy gần cân bằng. Vậy chúng ta sẽ gạch ở bên ngoài biên đi. Và chúng ta lấy hai góc này. Thằng này nhìn đến ngay t chia 6. Thằng này nhìn đến ngay cũng t chia 6. Và sẽ tổng hợp ra là t chia 3. Đó. Em hình dung chưa? Đó, hàng loạt ví dụ. Và mỗi ví dụ là một kiểu để các em biết cách làm nhé. Và đây là hỏi trong một chu kỳ. Nếu mà đề bài hỏi trong nửa chu kỳ thì các em chỉ cần đánh nửa đường tròn thôi, nửa trên hoặc nửa dưới thôi. Được chưa? Nào, ok nhá. Đó là cái ví dụ liên quan đến thời gian và điều kiện của x. Được chưa?